Xin chào tất cả các bạn. Khi mà hỏi đến men vi sinh hay là men tiêu hóa thì hầu hết tới 70% những người là không phân biệt được đâu là men vi sinh và đâu là men tiêu hóa. Do vậy, việc sử dụng cũng không đúng mục đích và gây ra rất nhiều các cái tác dụng không mong muốn. Và trong video ngày hôm nay, Tuấn sẽ hướng dẫn các bạn thế nào là men vi sinh, thế nào là men tiêu hóa, cũng như các cái cách để chúng ta có thể phân biệt men vi sinh, men tiêu hóa và các mục đích sử dụng men vi sinh và men tiêu hóa làm sao để cho đúng nhất. Thứ nhất đấy là men vi sinh, thì men vi sinh hay còn gọi với các cái tên khác gọi là probiotic, là hay còn gọi là các cái lợi khuẩn, là những các cái chế phẩm chứa các cái vi khuẩn có lợi. Với những cái tác dụng là gì? Sẽ làm cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp giảm các cái tình trạng rối loạn tiêu hóa này, rồi có thể làm tăng cường hệ thống miễn dịch này, giảm các tình trạng kém hấp thu ở trẻ nhỏ này. Hơn nữa, khi quan sát trong thành phần sản phẩm đấy thì thông thường bao gồm có những các cái chủng quen thuộc là như là gì? Lactobacillus này, hoặc là Bacillus này, hoặc là Bifidobacterium này, vân vân, rất nhiều các cái loại chủng, thì đây chính là gọi là men vi sinh. Và từ xưa đấy thì ông cha ta đã biết tới men vi sinh và ứng dụng các cái lợi khuẩn này này nhằm tạo nên một món ăn mới với hương vị mới và giúp cho chúng ta dễ dàng là gì? Tiêu cơm, tiêu được thức ăn. Chẳng hạn như là chúng ta ứng dụng trong là muối dưa này, muối cà này, rồi bắp cải này, các là kiệu muối này, vân vân, rất nhiều. Và đặc biệt là ứng dụng này trong sữa chua. Thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về men tiêu hóa. Men tiêu hóa đấy, bản chất nó chính là các enzyme tiêu hóa được tiết ra từ các cái tuyến khác nhau. Dưới sự xúc tác của các cái men tiêu hóa này này thì thức ăn được cắt nhỏ, được chia nhỏ hơn về mặt hóa học, giúp cho các cái lớp niêm mạc ruột đấy dễ dàng hấp thu được dưỡng chất vào đi vào máu để nuôi dưỡng cơ thể. Và tên của các cái men tiêu hóa này sẽ được đặt theo các cái tên của các cái chất nó được tiêu hóa, và có thể thêm một số các cái loại đuôi như là AG. Ví dụ là men tiêu hóa lipid ấy, thì sẽ có tên men tiêu hóa là gì? Lipase. Và một số các cái tên khác nữa, ví dụ như aminase, vân vân. Và thường thì chỉ có một từ và không viết in nghiêng như một số các loại tên của các vi khuẩn. Và chúng ta đấy vừa điểm qua về định nghĩa cơ bản giữa men vi sinh và men tiêu hóa. Và để hiểu rõ hơn ấy, thì bác có thể tóm lại như thế này cho các mẹ dễ hiểu. Men vi sinh chính là các cái lợi khuẩn để bổ sung vào hệ vi khuẩn đường ruột, giúp cho cân bằng vi khuẩn đường ruột. Còn men tiêu hóa chính là một số các loại enzyme tiêu hóa để giúp cho quá trình tiêu hóa, chuyển hóa thức ăn. Và sau đây đấy, bác sẽ nói rõ hơn, chi tiết hơn về vấn đề là gì, khi nào thì chúng ta nên dùng men vi sinh và khi nào thì chúng ta nên dùng men tiêu hóa. Đầu tiên đấy, thì đối với men vi sinh thì nên dùng khi mà chúng ta có những các cái dấu hiệu sau. Thứ nhất đấy là khi chúng ta bị rối loạn tiêu hóa với các cái biểu hiện là gì? Tiêu chảy này, hoặc có thể là gì? Đi ngoài phân sống này, hoặc táo bón này, hoặc là chướng bụng này, khó tiêu này, vân vân, một số các cái bệnh lý trên đường tiêu hóa. Thứ hai đó là trong trường hợp là khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh đấy, men vi sinh cực kỳ cần thiết, bởi vì chính cái men vi sinh này khi chúng ta uống đấy thì sẽ giúp cho chúng ta cân bằng hệ men vi sinh đường ruột. Và thứ ba đấy là cái trường hợp mà chúng ta đi phân lỏng do bị nhiễm trùng hoặc là do ngộ độc thực phẩm, thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng men vi sinh đấy thì sẽ giúp cân bằng lại hệ vi sinh đường ruột, cũng như các cái men vi sinh có ích đấy sẽ tấn công và kiềm chế một số các cái vi khuẩn có hại, sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái tình trạng bị nhiễm trùng đường ruột hoặc là bị rối loạn tiêu hóa do các cái nhiễm trùng đường ruột gây ra. Và sau đây là một số các cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng men vi sinh. Thứ nhất là đối với những cái trẻ nhỏ đấy dưới 6 tháng tuổi muốn sử dụng men vi sinh thì cần phải có sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc là dược sĩ. Lúc này các mẹ cần có sự tư vấn để chúng ta sử dụng đúng mục đích, đúng liều lượng. Và thứ hai đấy, thì một số các cái loại men vi sinh thì các mẹ chú ý là gì? Không pha với nước nóng hoặc là nước sôi, bởi vì sẽ làm ảnh hưởng tới men vi sinh và có thể gây ra mất hoạt tính của men vi sinh. Một số các cái men vi sinh đấy, thì các mẹ chú ý mà khi chúng ta pha xong thì chúng ta nên uống ngay, và chúng ta sẽ không để quá lâu, sẽ làm ảnh hưởng tới các cái lợi khuẩn
bởi vì vậy sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Và vừa rồi Tuấn đã chia sẻ cho các bạn một số thông tin về men vi sinh, và tiếp theo Tuấn sẽ nói về các men tiêu hóa cho các bạn. Men tiêu hóa hay là gọi là các loại enzyme tiêu hóa, mục đích chính đấy là tiêu hóa, chuyển hóa các loại thức ăn, hay còn gọi là tham gia trong quá trình đấy cắt nhỏ các cái thức ăn, chuyển các thức ăn thô thành các loại thức ăn đơn giản hơn, giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu được thức ăn dễ hơn. Mỗi loại enzyme tiêu hóa sẽ có một cái vai trò khác nhau. Ví dụ như enzyme aminaza sẽ chuyển hóa các cái loại tinh bột hay là carbohydrate chúng ta ăn vào để tạo ra các cái loại đường đơn để cơ thể chúng ta hấp thu được, để tăng cường cái việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Rồi các loại enzyme như là lipase là chuyển hóa các cái lipid này, hoặc là một số các enzyme proteinase sẽ chuyển hóa protein để giúp cho cơ thể chúng ta hấp thu được. Vậy enzyme tiêu hóa thì sẽ dùng trong những các cái trường hợp nào? Thứ nhất là enzyme tiêu hóa có thể sử dụng trong cái trường hợp tình trạng mà chúng ta đi ngoài ấy, phân sống, do chúng ta không thể tiêu hóa, không thể chuyển hóa được thức ăn, thì lúc này enzyme tiêu hóa đã giúp cho quá trình tiêu hóa, chuyển hóa được cái thức ăn thì giảm cái tình trạng đi ngoài phân sống. Rồi trường hợp thứ hai đấy là khi mà chúng ta ăn mà cơ thể chúng ta không hấp thu được dưỡng chất, thì lúc này các enzyme tiêu hóa sẽ giúp quá trình chuyển hóa các cái thức ăn từ những các cái nguồn thức ăn ăn vào tạo thành những các cái sản phẩm đầu cuối đơn giản, dễ dàng cơ thể chúng ta hấp thu được dưỡng chất. Tiếp theo đấy là chúng ta sử dụng trong các trường hợp đấy, một số các cái tuyến trong cơ thể chúng ta không tiết ra hoặc là tiết ra rất là ít các enzyme tiêu hóa, thì lúc này chúng ta cần bổ sung thêm các enzyme tiêu hóa để giúp cho quá trình tiêu hóa, hoặc là giúp cho quá trình tham gia chuyển hóa trong cơ thể chúng ta, giúp cho cơ thể chúng ta có thêm nhiều các cái dưỡng chất, hấp thu được các vitamin, hấp thu được các cái khoáng chất, hấp thu được nguồn thức ăn chúng ta ăn vào. Và còn rất nhiều các vai trò khác của enzyme tiêu hóa. Khi sử dụng enzyme tiêu hóa thì các bạn cần chú ý. Thứ nhất đấy là các bạn cần chú ý chúng ta cũng không pha với nước sôi hoặc là nước nóng trên 40 độ, bởi vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới các cái enzyme tiêu hóa, làm mất hoạt tính của enzyme tiêu hóa. Và khi chúng ta sử dụng enzyme tiêu hóa thì cũng cần phải có sự tư vấn của các bác sĩ hoặc các cái dược sĩ hoặc chuyên gia y tế để chúng ta sử dụng đúng mục đích. Tiếp theo là liều lượng cũng như thời gian sử dụng enzyme tiêu hóa cần có sự tư vấn của các chuyên gia để chúng ta sử dụng đúng và mang lại cái hiệu quả tốt hơn. Enzyme tiêu hóa thì có hai cái nhóm đối tượng đấy. Khi mà sử dụng enzyme tiêu hóa mang lại cái hiệu quả rất là tốt mà Tuấn đã tư vấn cho nhiều người, đó là nhóm đối tượng thứ nhất là trong trường hợp đấy mà trẻ là gì, ăn nhưng mà không hấp thu được và cân thì nhẹ, thì lúc này chúng ta có thể sử dụng các enzyme tiêu hóa phối hợp cùng với các men vi sinh thì sẽ giúp cho thành một cái bộ combo rất là hiệu quả trong việc giúp cho bé tăng cân ăn ngon. Và nhóm đối tượng thứ hai là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì các cái hệ thống enzyme tiêu hóa của họ sẽ hoạt động kém và không tiết đủ các enzyme tiêu hóa. Lúc này chúng ta bổ sung các enzyme tiêu hóa giúp cho cơ thể của họ hấp thu được các cái dưỡng chất, phát triển một cách tốt hơn. Và tiếp theo thì Tuấn muốn giới thiệu một cái sản phẩm mà các bạn có thể tham khảo để có thể khi mà cần thì có thể bổ sung. Thứ nhất, trong trường hợp mà các bạn cần bổ sung đấy men vi sinh thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm là Bioimmucan. Đây là một sản phẩm bổ sung các chủng men vi sinh với hàm lượng cao cũng như là đa chủng để sử dụng trong trường hợp đàn lêu ở trên. Thứ hai là cái sản phẩm mà các bạn cần bổ sung enzyme tiêu hóa hay là men tiêu hóa thì các bạn cũng có thể tham khảo cái sản phẩm Amomai Enzyme Gold. Đây là một cái sản phẩm bổ sung các men tiêu hóa cộng với các men vi sinh để tạo thành một cái combo rất là tuyệt vời trên hệ tiêu hóa, giúp cho quá trình tiêu hóa, chuyển hóa và hấp thu thức ăn một cách tốt hơn, giúp cho những đứa trẻ biếng ăn trở nên ăn ngon hơn, giúp cho những người già không có khả năng hấp thu dưỡng chất hoặc là ăn không cảm thấy ngon thì có thể tăng cân này, ăn được tốt hơn này, cơ thể hấp thu được cái dưỡng chất hơn. Và các bạn cần thêm thông tin về hai sản phẩm này có thể liên hệ với số hotline hoặc là có thể nhắn tin để Tuấn có thể hỗ trợ tư vấn cho các bạn sử dụng một cách đúng nhất và mang lại cái hiệu quả cao nhất.